Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người dân, đặc biệt là người cận nghèo, từ năm 2010 đến nay, dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đem lại nhiều lợi ích cho cán bộ y tế và nhân dân, đặc biệt là người cận nghèo. Chuyên đề y tế và sức khỏe kỳ này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự Hiệu quả từ dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ. Hà Tĩnh là một trong 6 tỉnh được hưởng thụ từ dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ, được triển khai trong 6 năm từ 2010 đến 2016. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ, khám chữa bệnh và y tế dự phòng tuyến huyện thông qua cung cấp trang thiết bị y tế, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế, đầu tư cơ sở hạ tầng cho trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện và tăng cường năng lực quản lý. Đặc biệt, hỗ trợ để phát triển và triển khai tốt các chính sách bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, giúp người cận nghèo tăng cường khả năng tiếp cận đến các dịch vụ y tế có chất lượng, góp phần đảm bảo sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kinh tế gia đình là khó khăn cho nên là từ ngày mà có thẻ bảo hiểm y tế và đảng nhà nước giúp đỡ cho thì giờ nãy giờ nằm viện điều trị cùng các bệnh viện thì cũng dễ hơn. Và không tốn kém hơn khi không có thẻ bảo hiểm. Trong thời gian đến năm viên thì được sự chăm sóc y tế của bác y bác sĩ tận tình giúp đỡ chú đáo, thuốc men đầy đủ. Vào viện như ra viện là được dành cho chú đạo tư vấn để chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Bên cạnh đó, dự án đã tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, truyền thông và tiếp thị xã hội trên toàn tỉnh cho các đối tượng là lãnh đạo các đơn vị y tế, lãnh đạo ban ngành đoàn thể, các đại lý bảo hiểm y tế và những người cận nghèo. Ngoài ra, dự án còn tổ chức in ấn tài liệu, cấp phát tờ rơi, áp phích, pano, đĩa CD tuyên truyền về những lợi ích, chính sách, bảo hiểm y tế cho người cận nghèo. Để người cận nghèo hiểu được những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, thì công tác truyền thông hết sức quan trọng. Vai trò của người cán bộ y tế không những làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe mà còn tích cực tuyên truyền cho người dân. Vấn đề bảo hiểm y tế người cho đối tượng người cần nghèo là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và trọng tâm. Thì phòng y tế cũng như phối hợp với các ngành lao động xã hội huyện, bảo hiểm xã hội đã triển khai các công tác truyền thông, vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Triển khai tập huấn cho các cán bộ lãnh đạo ở các xã, thị trấn, các trưởng thôn và cán bộ mạng lưới y tế trong ngành y tế thực hiện cái công tác tuyên truyền, giải thích, tư vấn cho mọi người dân hiểu rõ về chính sách ưu đãi của bảo hiểm y tế nói chung và trong công tác khám chữa bệnh nói riêng. Một trong những xã có người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế cao đạt 100% là xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân. Hầu hết người cận nghèo khi đau ốm bệnh tật đều đến khám chữa bệnh tại trạm y tế. Để người cận nghèo được chăm sóc sức khỏe tốt, trạm y tế được chính quyền địa phương, ngành y tế đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Như có cái bảo hiểm cận nghèo, là được nhà nước với trạm ở đấy là hỗ trợ thuốc là miễn phí, là bà tôi là ở gia đình đỡ ra được một phần, nói tiếng cũng lớn chứ cũng là đỡ. Trong lúc điều trị là y sĩ bác thì các nhân viên ở đấy là nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân là để nơi đến chốn. Một trong những thành phần quan trọng của dự án là hỗ trợ tăng cường năng lực y tế tuyến huyện. Thông qua dự án, 4 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, Nghi Xuân, Đức Thọ, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh được hỗ trợ về trang thiết bị, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, triển khai các kỹ thuật mới. Từ khi triển khai cho đến nay, dự án đã trang bị cho 4 bệnh viện đa khoa 178 trang thiết bị y tế mới, nhằm phục vụ tốt công tác khám và điều trị cho bệnh nhân, như bộ dụng cụ mở khí quản, phẫu thuật nội soi ổ bụng, dụng cụ tiểu phẫu, đặt nội khí quản, soi thanh quản, hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng, ống mềm, xét nghiệm ELISA, máy siêu âm đen trắng, đo khúc xạ, xét nghiệm điện giải, tạo oxy, đo bão hòa oxy trong máu, khí dung, máy thở nhân tạo,
monitor theo dõi chức năng sống, sản khoa, lồng ấp trẻ sơ sinh, bộ ghế răng chuyên khoa, kính dinh hiển vi khám mắt, phẫu thuật, giường đa năng, dụng cụ phân loại rác thải bệnh viện. Song song với công tác hỗ trợ trang thiết bị, các bệnh viện này còn được dự án hỗ trợ đào tạo liên tục cho đội ngũ cán bộ, như đào tạo phẫu thuật nội soi tiêu hóa, nội soi tai mũi họng, đào tạo nâng cao các chuyên ngành nội ngoại sản nhi, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, đào tạo quản lý y tế, quản lý bệnh viện và xử lý chất thải y tế, vân vân. Trong nhiều năm qua, được sự hỗ trợ của dự án hỗ trợ y tế Bắc Trung Bộ, Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân đã có nhiều triển khai được nhiều kỹ thuật mới, và đặc biệt là dự án đã hỗ trợ cho rất nhiều máy móc trang thiết bị hiện đại như phẫu thuật nội soi tiêu hóa, rồi là máy gây mê kèm thở, rồi các máy nội soi đại tràng và các máy móc hiện đại khác. Cái đối tượng cận nghèo ở đây thì chúng tôi được sự quan tâm rất đặc biệt, hỗ trợ về mua thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ về các trang thiết bị kỹ thuật và thuốc. Thì tất cả những bệnh nhân cận nghèo ở đây thì họ đều được chăm sóc và điều trị rất tốt, và kể cả tinh thần thái độ phục vụ và kể cả trang thiết bị. Để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến huyện, dự án còn hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho 4 trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện: Kỳ Anh, Hương Khê, Hương Sơn và Nghi Xuân. Đặc biệt, dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, xe ô tô phòng dịch cho 4 trung tâm y tế dự phòng huyện. Bên cạnh đó, dự án còn trang bị cho 4 trung tâm một số trang thiết bị như tủ lạnh, tủ ấm, bình cách thủy, máy ly tâm đa năng, máy lắc, máy đo độ ồn và độ rung, máy đo bụi, đo chỉ số khúc xạ, đo nhiệt độ ẩm môi trường, máy phân tích huyết học, nước tiểu tự động, bình phun hóa chất, vân vân. Nhờ đó, công tác y tế dự phòng chống dịch bệnh ngày càng được nâng cao, góp phần vào việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ở Hà Tĩnh có 4 huyện, trong đó Kỳ Anh một trong 4 huyện nằm trong dự án hỗ trợ của các tỉnh Bắc Trung Bộ. Thì dự án thì như vậy là đã trang bị hỗ trợ cho trung tâm y tế dự phòng huyện Kỳ Anh một cái cơ sở vật chất tương đối tốt, đó là cái dãy nhà 3 tầng, 39 phòng. Thứ hai là xe ô tô chuyên dụng. Thứ ba là các trang thiết bị phục vụ cho xét nghiệm, cho phòng chống dịch bệnh. Thì cho đến nay thì các cái gói hỗ trợ cơ bản thì đã tập trung hoàn chỉnh về cho trung tâm y tế dự phòng từ năm 2013 đến nay. Trong gần 5 năm qua, dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ được triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu: 100% người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng chuyên môn, dịch vụ y tế, đặc biệt kỹ thuật phẫu thuật nội soi đạt hiệu quả, hoạt động đào tạo đạt hầu hết các chỉ tiêu. Cụ thể, dự án đã hỗ trợ đào tạo sau đại học, đào tạo liên thông ngắn hạn, y tế dự phòng, y học cổ truyền và đào tạo siêu âm cho trên 500 học viên. Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ 48 đợt chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816. Qua công tác đào tạo, tập huấn đã nâng cao năng lực chuyên môn, công tác quản lý bệnh viện, quản lý y tế, bảo dưỡng trang thiết bị, quản lý chất thải, ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng đạt hiệu quả. Từ năm 2011, dự án bắt đầu triển khai hỗ trợ, cho đến tháng 9 năm 2015, dự án đã hỗ trợ trên 30 tỷ đồng cho người cận nghèo mua thẻ bảo hiểm và đã có phần nâng tỷ lệ bảo hiểm từ dưới 9% năm 2010 lên 100% năm 2014 và gần 100% trong năm 2015 này. Đối với hoạt động truyền thông bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, thông qua sự hỗ trợ của dự án, ban quản lý dự án đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã tiến hành truyền thông cho cán bộ, lãnh đạo các cấp, hệ thống bảo hiểm xã hội và hệ thống đại lý cũng như cán bộ y tế từ tuyến huyện cho đến tuyến xã và các bệnh viện tuyến tỉnh về quyền lợi, nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm, về trách nhiệm cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là nhấn mạnh về cái trách nhiệm và nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm. Trong đó thì đối với cơ quan y tế là có trách nhiệm phải cung cấp các dịch vụ tốt nhất
đảm bảo đáp ứng sự hài lòng cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế, kể cả về công tác khám chữa bệnh cũng như là về tinh thần thái độ và ý đức trong khám chữa bệnh. Để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, ngoài những hỗ trợ của dự án, ngành y tế đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trên toàn tỉnh, như nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ cán bộ y bác sĩ, tập trung đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ y tế trong toàn tỉnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, nhất là bệnh nhân bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm cận nghèo là chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước dành cho người dân các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong đó có Hà Tĩnh. Từ khi triển khai dự án này, người dân tham gia mua loại hình bảo hiểm y tế này đã được hưởng lợi rất lớn trong quá trình khám và chữa bệnh. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Anh, Phó Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế, Phó Giám đốc Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Anh đã nhận lời tham gia cùng với cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, câu hỏi đầu tiên muốn dành cho ông đó là tỉnh ta là một trong những tỉnh miền Trung được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ y tế Bắc Trung Bộ. Vậy thì dự án này đã mang lại cho người cận nghèo Hà Tĩnh những cái lợi ích thiết thực như thế nào? Từ khi khởi động dự án năm 2011 và năm 2012 thì dự án hỗ trợ ở mức là 20-30% tùy theo người cận nghèo mua theo từng người một hay là cả hộ gia đình. Thực hiện các cái chính sách của tỉnh và hỗ trợ của nhà nước thì trong năm 2014-15 thì tỉnh hỗ trợ 20% mệnh giá thẻ và dự án chỉ hỗ trợ 5-10% mệnh giá thẻ đối với các những cái người tham gia đơn lẻ trong mỗi hộ gia đình cận nghèo thì người đó phải đóng 10%, còn lại những cái người mua cả hộ gia đình toàn bộ trong thành viên trong hộ gia đình thì đóng là 5% cho mỗi người. Cho nên là sau khi có cái tuyên truyền vận động thì người cận nghèo tham gia bảo hiểm họ hiểu rõ rằng là tham gia cả hộ gia đình thì có lợi hơn, và như vậy tất cả người cận nghèo và các hộ cận nghèo của tỉnh Hà Tĩnh đều được hỗ trợ ở mức là 100%, kể cả 3 phần của trung ương 70%, của tỉnh 20% và của dự án 10%. Vậy ông có thể nói rõ hơn khi có bảo hiểm cận nghèo thì người dân được hưởng những quyền lợi gì khi khám chữa bệnh? Người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế có thể được lựa chọn các cái cơ sở khám chữa bệnh theo tuyến để thuận lợi cho cái nơi mình cư trú và làm việc. Hai là khi khám bệnh, chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc là theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được cơ quan bảo hiểm thanh toán theo các cái mức. Thứ nhất là quỹ bảo hiểm chi trả toàn bộ hoặc một phần cái chi phí khám chữa bệnh. Ở tuyến xã thì người cận nghèo tham gia bảo hiểm sẽ được chi trả 100% cái chi phí. Khi mà bệnh nặng hoặc là đẻ khó chuyển lên tuyến trên thì được chuyển tuyến theo bảo hiểm y tế theo quy định. Và 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm 5 năm liên tục trở lên với số tiền cùng chi trả khám chữa bệnh trong 5 năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đủ tuyến. Như ông đã trao đổi thì người cận nghèo có rất là nhiều ưu đãi khi tham gia bảo hiểm cận nghèo. Vậy thì ông có thể cho biết tại sao đến thời điểm này tỷ lệ người tham gia loại bảo hiểm mới này chỉ đạt có 76%? Vậy thì cần phải có cái giải pháp tháo gỡ như thế nào? Đúng theo số liệu thống kê thì đến ngày 30 tháng 9 năm 2015 thì người cận nghèo của tỉnh Hà Tĩnh là đạt được là trên 76% người cận nghèo có thẻ bảo hiểm. Tuy nhiên, khi mà rà soát lại thì số người cận nghèo có thẻ hiện nay ở thực tế ở dưới cộng đồng là 100%. Nguyên nhân là ở đây là có một sự chênh lệch giữa những cái người cận nghèo có nhu cầu mua thẻ bảo hiểm. Trong mỗi hộ cận nghèo thì có những cái thành viên đã tham gia các cái loại hình bảo hiểm y tế khác. Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ chấm dứt hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Như vậy, đồng nghĩa với việc là bắt đầu từ năm 2016 thì cái tỷ lệ kinh phí hỗ trợ cho mỗi thẻ bảo hiểm 10%, 5% sẽ không còn. Vì vậy thì Sở Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở ban ngành liên quan đang chuẩn bị tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh phương án để chuẩn bị hỗ trợ theo cái tinh thần quyết định số 1584 của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 9 năm 2015 để phấn đấu đạt được cái chỉ tiêu theo lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân
và đặc biệt đối với Hà Tĩnh là phải phấn đấu đạt được trên 7% người dân tham gia bảo hiểm vào năm 2020. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Anh về những chia sẻ vừa rồi. Và một trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề y tế và sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.